Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Tủ sắt Z 28, bí mật Hồng Kông, chương 15. Văn Bình nghe tiếng giày lộc cộc xuống cầu thang và giọng nói bô bô. Gì thế? Có lẽ tên tàu mắt xếp đã nghe tiếng súng nổ. Dáng điệu hấp tấp, hắn xô cửa. Văn Bình vung tay, chém vào yết hầu. Hắn loạn choạng rớt súng. Chàng tiến lên một bộ, chẹt cổ hắn. Hắn kêu ằn ặc. Chàng thả hắn ra đẩy chúi vào tường, rồi chống nạnh nhìn hắn sút xoa dưới đất. Mày đã liên lạc được với Phu Chun chưa? Hắn đáp, giọng sợ sệt. Thưa chưa, tôi không biết ông chủ ở đâu. Văn Bình tránh sang một bên, cho hắn nhìn thấy xác Penty, mắt người chết mờ thao láo, bộc lộ nỗi kinh hoàng ghê gớm. Văn Bình hỏi, mày có muốn theo Penty sang thế giới bên kia không? Hắn đáp, không. Vậy bệnh viện của Phu Chun ở đâu? Họ sẽ giết tôi mất. Mày không nói, tao cũng giết mày. Hắn đáp nhát gừng. Thưa, ở gần rạp Roxy. Có phải ở gần đường Jiwu? Vâng, cái dưỡng đường quét vôi trắng. Văn Bình chỉ vào tủ sắt. Mở ngay ra. Hắn lắc đầu. Tôi không biết mở. Chìa khóa ông chủ giữ. Yvonne hiện bị giam ở đâu? Trong bệnh viện. Bệnh viện tư của Phu Chun phải không? Phải. Văn Bình đã biết hết những điều cần biết. Chàng không cần đến tên tay sai của Phu Chun nữa. Chàng nhặt khẩu súng của Penty. Đó là khẩu Luger cầm vừa trét tay. Loại súng chàng ưa thích. Tên mắt xét rên xiết. Khổ quá, xin ông mở lượng hải hà. Tôi chẳng biết gì hết. Văn Bình cười rộ. Biết điều thì nên im miệng đi và nhắm mắt lại. Tao không làm mày đau đâu mà sợ. Chàng bóp cò, phát đạn xuyên qua tim. Hắn ngã ngửa trên mặt còn lộ vẻ ngơ ngác. Xong xuôi, chàng bắt đầu khám xét trong hầm. Nhà hầm gồm 6 căn phòng nhỏ, lắp máy điều hòa khí hậu. Tất cả đều trống không. Nhìn những vệt máu khô trên tường và nền nhà, chàng biết đây chính là nhà giam bí mật của Phu Chun. Gan góc và lão luyện như chàng mà cũng phải rợn người khi thấy dụng cụ tra tấn vất la liệt khắp nơi. Hộp điện còn được cắm vào tường, bên cạnh những thùng kẽm đầy nước đỏ ngầu. Trên bàn chàng đếm được một tá roi chì và kềm sắt dùng để nhổ móng tay. 2 cái búa nhọn còn dính mảng da và tóc nằm nghễu nghệch. 4 cái hỏa lò lớn, chắc Phu Chun đã dùng hỏa lò cháy đỏ để nung kềm và búa. Từ lâu, Văn Bình đã nghe nói đến các phương pháp tra tấn man rợ của điệp báo Trung Hoa lục địa. Giờ đây, chàng mới được chứng kiến sự thật. Nếu chàng sa vào tay Phu Chun, chắc chắn chàng sẽ mất hết móng tay móng chân, tai và mũi trước khi bị quăng xuống hầm cho cá sấu và hùm beo xé xác. Đột nhiên, chàng liên tưởng đến Yvonne. Đành rằng nàng không còn cảm giác đau đớn, nhưng nàng khó có thể ngậm miệng khi thấy thân thể bị cắt dần từng bộ phận. Cho nên nàng đã khai thật, và Phu Chun đã phăng ra căn cước của chàng. Trong tủ, chàng tìm thấy một khẩu trung liên và rất nhiều súng lục. Đúng là khí giới chàng cần đến. Chàng bưng cây trung liên lại trước két sắt và bắn số xạ. Làn thép mỏng không thể cưỡng lại sức công phá hung hãn của đạn trung liên. Cửa sắt mở toang, bên trong Văn Bình thấy một đống hồ sơ dày cộm. Mở ra, chàng đọc toàn là tiếng tàu. Liếc qua vài trang, chàng biết đây là tài liệu quan trọng về tổ chức nội bộ của Phu Chun. Vui mừng xiết bao khi chàng lục thấy một cái hộp to bằng cái hộp bánh bích quy. Ông Hoàng dặn chàng phải chiếm hữu cho kỳ được cái hộp này. Loay hoay một lát, chàng nãy được nắp hộp. Một rừng ánh sáng muôn màu nhảy múa trước mắt. Trong hộp, xếp ngay ngắn trên nền nhung đỏ, hàng chục viên kim cương khá to, thi nhau tuôn ánh sáng. Tuy không phải là chuyên viên về hạt xoàn, chàng cũng biết ít nhất cái hộp trị giá từ 3 đến 5 triệu đô la. Sở mật vụ của ông Hoàng là một tổ chức rất nghèo. Cách đây mấy năm, Văn Bình đã phải thân chinh từ Sài Gòn ra Hà Nội, bắt cóc nhà bác học nguyên tử Xô Viết Pilatov đem chuộc lấy tiền. Hồi ấy, ông Hoàng đã vớ được tới mấy triệu Mỹ kim. Với số hột xoàn này, ông sẽ có thể đặt lại cơ sở Hồng Kông và đài thọ các phí khoản nặng nề của sở mật vụ trong nhiều năm. Khác với các tổ chức điệp báo Tây Phương, tổ chức của ông Hoàng chỉ được dành một ngân sách rất ít ỏi. Sở mật vụ vẫn hoạt động đắc lực và có mặt trên khắp thế giới là nhờ tài của ông Hoàng. Tài xuất chúng của ông là bành trướng tổ chức, bảo đảm cho ngành điệp báo Việt đua tranh sát nút với bạn thù, và quốc gia chỉ phải cung cấp một số tiền rất tượng trưng. Văn Bình dốc hết kim cương vào túi. Bây giờ chàng phải tìm cách
phá hỏng căn hầm bí mật. Chàng trèo lên tầng trên, lễ mễ bưng từ gara đến miệng hầm một thùng xăng đầy ắp. Chàng mở nắp thùng, đổ xăng lên láng, đoạn lái chiếc xe Renault của Penty ra giữa sân. Chàng chờ chừng 2 phút cho máy nổ đều, rồi nhảy xuống, chạy lại nơi vừa tưới xăng. Phát súng của chàng châm mồi cho ngọn lửa. Văn Bình thản nhiên lái xe về trung tâm thành phố. Phía sau, phong cảnh Aberdeen biến sau một đường rẽ, trong khi mặt trời buổi sáng chiếu xuống đồi núi và mặt biển im lặng những tia sáng vàng ối. Mưa đã tạnh từ lâu. Trong vòng 10 phút, tòa biệt thự của Phu Chun sẽ biến thành lò lửa. Đội cứu hỏa Hồng Kông sắp có việc làm. Song Văn Bình không tin ngọn lửa sẽ buông tha những đồ đạc dưới hầm. Chiếc Renault sơn đen phóng băng băng trên đường đến rạp hát Rossi. Bệnh viện của Phu Chun sơn trắng tọa lạc ở góc đường. Giờ này bệnh viện chưa đông đủ người làm, và lại Văn Bình muốn gặp ít người, càng ít càng tốt, chẳng quá mệt mỏi. Cần chợp mắt, không thích biểu diễn quyền cước nữa. Chàng đậu xe cắt dưỡng đường một quãng. Trước cửa, Văn Bình thấy tấm biển đồng để mấy chữ dưỡng đường tai phát, và cửa không khóa. Văn Bình đẩy nhẹ. Yvonne gượng ngồi dậy lần nữa. Nàng không biết là mấy giờ và là đêm hay ngày. Trong căn phòng vắng tanh, chỉ có mình nàng với cái giường trắng cô độc. Nàng vừa nhớ lại những điều đã thổ lộ với Phu Chun. Từ khóe mắt nàng ứa ra hai giọt lệ. Nàng bâng khuâng nghĩ đến Văn Bình. Phu Chun đã biết hết bí mật về nàng và Văn Bình. Nàng hối hận vì đã nói thật. Một phút sốc nổi không kềm hãm được ghen tuông. Ở vào trường hợp Yvonne, có lẽ người đàn bà nào cũng phản ứng như nàng. Phương chi nàng sắp vĩnh biệt cõi đời. Văn Bình là niềm hy vọng cuối cùng của đời nàng. Nàng yêu Văn Bình hơn hết mọi vật ở trên đời. Thế mà bỗng nhiên, tấm hình bẩn thỉu ấy lọt vào mắt nàng. Tấm hình chụp lén này tuy không rõ nét, nhưng cũng đủ cho nàng thấy sự phản bội của Văn Bình. Chàng đang say sưa ôm trong tay một cô gái đẹp như nặn. Lý do khiến Yvonne bừng bừng lửa giận là trên người cô gái không có một mảnh y phục nào. Trong cơn ghen điên loạn, Yvonne đã tố giác Văn Bình. Giờ đây, nàng không biết số phận chàng đã ra sao. Tuy nhiên, nàng giống như người từ ngoài đường sáng rực vào rạp chiếu bóng tối om. Chỉ bị quáng mắt một lát, dần dà nàng đã lấy lại sự bình tĩnh. Bình tĩnh mà vẫn không sáng suốt. Nàng cầm bức hình, bàn tay run run, cơn ghen lại sôi sục ở trong lòng. Cô gái trong ảnh như đang cười với nàng. Cái cười kiêu hãnh và châm chọc. Dường như cô gái muốn nói cho Yvonne biết Văn Bình đã hoàn toàn thay lòng đổi dạ. Máu nóng trào lên mặt. Yvonne tức tối vò nát tấm hình rồi ném vào góc phòng. Chợt có tiếng kẹt cửa. Bước vào là một thiếu phụ có cặp mắt và cái miệng duyên dáng. Nàng ăn mặc xoàng xĩnh nhưng vẫn diễm lệ. Yvonne ngẩng đầu. Người lạ không phải là cô điều dưỡng quen mặt. Yvonne đoán phòng là nữ y tá mới. Nàng cất tiếng. Chào cô. Thiếu phụ đáp lễ với giọng thân mật. Chào bà Yvonne. Bác sĩ nhờ tôi đến thăm bà. Cảm ơn, tôi chỉ còn hơi nhức đầu và chóng mặt. Vâng, bà không bị gì đâu. Tim bà còn yếu. Bà dùng viên thuốc này thì khỏi ngay. Thiếu phụ trao cho nàng một viên thuốc nhỏ, màu trắng, rồi rót nước bưng lại. Yvonne hỏi. Thuốc gì đây cô? Thiếu phụ đáp. Thuốc an thần. Uống vào thì tim sẽ hết đập mạnh và trí óc sẽ sảng khoái. Loại thuốc này nhiều bệnh nhân đã dùng rất hiệu nghiệm. Mời bà cứ thử xem. Yvonne ném viên thuốc vào miệng, chiêu bằng ngụm nước lọc. Chợt nhớ ra nàng hỏi thiếu phụ. Mấy giờ rồi thưa cô? Thưa bà đã quá nửa đêm. Yvonne định hỏi thiếu phụ xem nàng đã ăn tối chưa, thì đầu nàng bỗng nhức như búa bổ. Mắt nổ đom đóm, mi mắt nặng trĩu như bị khâu dính vào nhau. Trước khi mê man, Yvonne bỗng sáng suốt một cách kỳ diệu. Nàng nắm tay người thiếu phụ, giọng run run. Trời ơi, cô lừa tôi. Thiếu phụ lắc đầu. Bà yên tâm, tôi không có lừa đâu. Đó là thuốc an thần. Thuốc an thần tại sao lại nhức đầu? Sao cô lại đầu độc tôi? Thuốc mê đấy mà. Bà chỉ ngủ một lát rồi tỉnh. Tôi là bạn thân của bà. Tôi được lệnh tới cứu bà. Cô là ai? Phu Chun đâu? Văn Bình đâu? Thiếu phụ chỉ mỉm cười không nói. Nàng lặng lẽ nhìn Yvonne trở mình rồi nhắm mắt. Một phút sau, nàng đã ngủ say. Thiếu phụ trở nên nhanh nhẹn, khác thường. Nàng ghé tai sát ổ khóa nghe ngóng trước khi mở cửa. Lát sau, thiếu phụ trở vào đẩy cái băng ca gắn bánh xe.
Nàng rón rén truyền Yvonne từ giường lên băng ca, rồi nhẹ nhàng kéo ra hành lang. Đến cửa, thiếu phụ bỗng khựng lại. Trước mặt nàng sừng sững một gã đàn ông vạm vỡ đen thui, mắt đỏ như phun máu. Thiếu phụ nói: "May quá, nhờ anh giúp tôi một tay." Gã đàn ông quắc mắt: "Ai cho phép cô mang bệnh nhân đi?" Thiếu phụ biến sắc: "Cảm ơn anh đã đặt vấn đề kỷ luật, song anh đừng quên là anh không có quyền ra lệnh cho tôi." Gã đàn ông múa tay: "Thành thật xin lỗi cô, sở dĩ tôi thắc mắc vì ông chủ đã ra chỉ thị minh bạch. Tôi tin cô nên cho phép cô vào đây tự do. Nếu biết cô chở bệnh nhân đi, tôi đã chặn cô từ ngoài cửa." "Chính ông Phu Chun sai tôi đưa bệnh nhân về Aberdeen. Không tin thì anh cứ kêu điện thoại và hỏi ông." Gã đàn ông ngần ngừ một giây, thiếu phụ nói: "Ông chủ sai tôi đến gấp vì dưỡng đường đã bị lộ. Đêm nay có thể người ta sẽ bắt cóc bệnh nhân." Hắn hỏi vặt: "Tại sao ông chủ không cho tôi biết?" "Vì ông chủ đến nên anh để tôi làm tròn nhiệm vụ." Gã đàn ông đổi ra giọng nhỏ nhẹ: "Thế thì được, bây giờ mời cô vào trong này. Sau khi ông chủ ưng thuận, tôi sẽ cho cô đi." Thiếu phụ theo gã đàn ông vào căn phòng gắn máy lạnh trang trí sang trọng ở đầu hành lang. Đây là phòng làm việc của y sĩ phụ trách dưỡng đường. Gã đàn ông áp ống nghe vào tai rồi quay số. Nghe một lát, không ai đáp, hắn cầu nhau gác máy: "Ông chủ đi khỏi rồi, phiền cô đợi một lát." Tiếng cười của thiếu phụ rít lên: "Tôi không có thời giờ đợi anh thêm nữa. Anh có vâng lời tôi không thì bảo." Gã đàn ông toàn phản ứng, nhưng vấp phải miệng súng đen ngòm mà thiếu phụ vừa chĩa ra. Hắn lắp bắp: "Trời, cô định làm bậy à?" Thiếu phụ quát: "Đi ra ngay. Tôi ra lệnh cho anh đẩy băng ca ra sân sau. Xe cấp cứu đang đậu sát hành lang. Anh khiêng băng ca rồi bỏ vào trong. Mau lên." Trước mũi súng, gã đàn ông đành tuân lệnh. Chẳng nói chẳng rằng, hắn từ từ đẩy băng ca dọc theo hành lang ra hiên. Vừa đi, thiếu phụ vừa hỏi: "Ở đây còn có ai nữa?" Gã đàn ông đáp: "Đã về hết." Hai người tiến qua phòng trực nhật. Bên trong chỉ có một nữ y tá. Nghe tiếng động, người này chạy ra. Phát đạn luồn qua cái nòng dài lắp ống hãm thanh nghe êm hơn tiếng của nút chai sâm banh. Trong cách cầm súng và nét mặt thản nhiên khi bóp cò, người ta biết thiếu phụ không phải là kẻ sử dụng súng lần đầu. Lại một tiếng bụp nữa. Hai viên đạn cùng hướng vào một mục tiêu. Người nữ y tá của dưỡng đường tai phát ngất ngư mấy giây đồng hồ, như muốn biểu lộ sự kinh ngạc rồi ngã vật. Một vòng tròn đỏ lòm nổi bật trước ngực. Nạn nhân sóng sượt nằm trên sàn gạch bóng không kịp trối một tiếng, dầu là tiếng rên. Gã đàn ông quay ngoắt, bàn tay lắt vội vào trong áo, giọng thiếu phụ sang sảng như tiếng thép: "Đứng im, không thì chết bây giờ." Gã đàn ông đành bỏ tay xuống. Thiếu phụ cười gằn: "Anh định rút súng ư? Anh là kẻ xuẩn ngốc, súng đeo dưới nách vướng kẹp trong bao da, anh không thể nào rút kịp. Nếu không nghĩ tình, tôi đã biếu anh một viên đạn vào giữa tim rồi." Gã đàn ông nghiến răng ken két, mắt long lên sòng sọc với vẻ tức tối. Thiếu phụ nói: "Chịu khó lát nữa thôi. Cái xe đang đậu dưới mái hiền, phiền anh khiêng băng ca ra." Gã đàn ông vâng lời như đứa bé bị bắt quả tang ăn cắp tiền mẹ, đang đứng để nghe quở mắng. Thiếu phụ dục: "Mau lên, còn đợi gì nữa?" Gã đàn ông mở cửa hậu chiếc xe cam nhông sơn trắng, bên hông in hình chữ thập đỏ. Hắn nhắc bổng băng ca bỏ lên xe. Linh giác báo chuyện chẳng lành, hắn vùng quay lưng. Thiếu phụ cười khen khách: "Anh đã biết rồi à?" Gã đàn ông run run: "Ô kìa, cô đã hứa với tôi. Cô hứa không hại tôi nếu cô được tự do mang bệnh nhân ra xe." "Anh ngu như vậy, chẳng trách gì Phu Chun chỉ thuê anh làm gác đêm tại bệnh viện. Hồi nãy tôi phỉnh phở anh để anh đẩy băng ca ra sân và khiêng lên xe. Băng ca bằng sắt nặng chình chịch, đàn bà như tôi bưng sao nổi. Giờ đây công việc xong xuôi, anh hãy nhắm mắt lại để tôi đền ơn." Gã đàn ông van vỉ thảm thiết: "Lại cô, xin cô nhân đạo, tôi sẽ không khai với ông chủ đâu." Thiếu phụ dằn giọng: "Vô ích, anh còn có gì muốn đối tranh nữa không?" Trong mắt gã đàn ông trợn trừng trong sự kinh hoàng vô biên, hắn nâng bàn tay che mặt như muốn cản viên đạn của thiếu phụ. Nàng bóp cò một cách dịu dàng như người đàn bà mở ví lấy tiền cho hành khách. Phát đạn xuyên thủng yết hầu, nạn nhân rú ằng ạc như con vật bị thọc tiết. Hắn khuỵu xuống lăn dưới bánh sau xe hơi. Thận trọng, thiếu phụ tiến đến dí miệng súng sát thái dương hắn. Nàng có cảm tưởng như mặt hắn nổ tung làm nhiều mảnh dưới sức công phá mãnh liệt của viên đạn. Thiếu phụ mở cửa xe nhìn vào bên trong, Yvonne vẫn nằm thiêm thiếp. Thiếu phụ đóng nhẹ, trèo lên băng trước. Nàng lái xe rất thành thạo, hộp số không hề kêu nghiến. Bên ngoài, trời vẫn mưa, đèn đường không đủ sức xua đuổi bóng đêm mịt mù phủ kín hai đảo. Trên làn môi trái tim đỏ chót như hoa phượng,
và thơm ngát mùi hạt nhân của người thiếu phụ vừa nở ra một nụ cười. Hình ảnh một người đàn ông cường tráng lịch sự và khôi ngô hiện ra trong óc nàng. Nàng mường tượng như đâu đây mùi thuốc lá Salem, thứ thuốc thơm mùi bạc hà mà chàng vẫn thường hút. Châu thân nàng run lẩy bẩy, nàng tưởng như vừa cọ sát làn da nóng hổi của chàng. Nàng lẩm bẩm một mình. Văn Bình ơi, anh có hiểu em không? Chiếc xe sơn trắng mang dấu hiệu Hồng Thập Tự phóng vun vút về bãi biển. Mưa đêm vẫn đổ rào rào. Tứ phía vắng lặng, làm Văn Bình chột dạ. Tòa biệt thự mênh mông gần Aberdeen cũng vắng lặng như sau khi chàng đột nhập, thì bị Penty dí súng, áp giải xuống hầm. Nếu chàng không nhanh chân thoát hiểm, giờ này chàng đã làm mồi ngon cho cọp đói. Ngọn đèn nê ông trước cửa dưỡng đường tai phát, lập lòe như muốn tắt. Văn Bình giẫm nhẹ đế giày trên sàn gạch láng bóng. Đề phòng bị đánh úp, chàng rút súng cầm trong tay lăm lăm, thận trọng men theo chân tường. Mùi bông băng và thuốc sát trùng quen thuộc ngập đầy không khí. Suýt nữa thì chàng vấp phải một khối thịt sống sượt trước phòng trực cuối hành lang. Đó là xác một người đàn bà còn trẻ, mặc áo choàng trắng y tá, mớ tóc dài bị sổ tung, quyện trong vũng máu đỏ lên láng. Văn Bình đã đạp nhầm vũng máu, phải viện tường để khỏi bị trượt. Nghe tiếng động khả nghi, chàng toan quay lại thì một tiếng quát dữ dằn đã nổi lên. Đứng yên, bỏ súng xuống. Lệ thường, hễ cầm súng ở trong tay, tình thế nào chàng cũng không chịu để bị giải giới dễ dàng. Địch đứng trước mặt thì chẳng nói làm gì, vì chàng luôn luôn đoạt phần thắng. Địch ở bên hông hoặc núp sau lưng, chàng vẫn có đủ tài ba bắn trúng. Tài ba hầu như độc nhất vô nhị của Văn Bình là ngón tay bóp cò nhanh như được điều khiển bằng óc điện tử và không cần nhìn thấy địch, không cần nghe tiếng động do địch gây ra. Chàng chỉ vẫy nhẹ là địch mất mạng. Sau khi nghe tiếng quát, Văn Bình đã không thay đổi tư thế. Nếu chàng muốn, chàng đã có thể bắn địch trọng thương. Sở dĩ chàng án binh bất động là do một ý định rõ rệt. Chàng cần đóng tròn để xem câu chuyện dẫn dắt đến đâu. Chàng bèn vắt súng, địch cho phép chàng quay lại. Gã địch trạc 30 với râu quai nón dữ tợn, quần áo ướt sũng, chứng tỏ hắn vừa đội mưa và chưa có thời giờ để thay đồ. Hắn ngoắc chàng vào một căn phòng đối diện, đoạn khóa chặt cửa, chỉ ghế cho chàng ngồi. Rồi hắn nói, anh to gan thật, dám vào tận hang hùm. Văn Bình cười nhạt, không vào hang hùm làm sao bắt được cọp. Hồi nãy tôi đã vào hang hùm ở Aberdeen và cọp cũng đã chẳng làm gì được tôi. Rốt cuộc, cọp mén của anh đã bị tôi hạ hết. Gã râu quai nón dậm chân bằn bặt, lộ vẻ giận dữ. Tôi sẽ mỏi tim anh để trả thù cho Penty. Văn Bình nhún vai. Tôi tin là anh không dám giết tôi vì anh chưa được ông chủ cho phép. Nếu tôi không lầm, Phu Chun sai anh đến đây để điều đình. Gã râu quai nón hơi ngượng. Có lẽ vì chàng đã nói trúng tim đen của hắn. Hai chữ điều đình quá to lớn. Sự điều đình chỉ diễn ra giữa những phe ngang hàng. Còn anh đã bị thất thế. Chúng tôi chẳng dạy gì điều đình với anh. Nếu cần, chúng tôi sẽ tra tấn hoặc lóc thịt, chẻ xương anh ra. Tuy nhiên, nếu giết anh cũng không có lợi gì. Trong trường hợp anh biết điều, chúng tôi sẵn sàng cứu xét. Chẳng hạn trong trường hợp anh hoàn trả số kim cương anh đã ăn trộm tại Aberdeen. Đáng tiếc anh đòi quá muộn. Tôi đã nhờ người mang ra khơi nộp cho ông Hoàng. Anh đừng nói láo, không lẽ anh đã nộp cả Yvonne cho ông Hoàng? Câu nói mát mẻ của hắn bắt Văn Bình phải suy nghĩ. Chàng đến dưỡng đường tai phát để cứu Yvonne. Nhân viên của Phu Chun lại hỏi chàng về Yvonne. Như thế có nghĩa là nàng đã rời khỏi dưỡng đường. Nàng đi hồi nào, hiện ở đâu, nàng tự ý trốn đi hay bị bắt cóc, giờ đây còn sống hay đã chết. Thôi anh ơi, đừng đòn phép nữa, Yvonne đang bị giam ở đây. Gã râu quay nón tròn mắt. Kẻ mưu toan đòn phép chính là anh. Anh đã bắt cóc Yvonne. Chính anh đã hạ sát cô y tá của chúng tôi. Ông Phu Chun sẽ không để yên cho anh đâu. Văn Bình nói. Dĩ nhiên, nhưng nếu Phu Chun giết tôi thì sẽ mất tất cả. Gã râu quay nón hỏi. Tức là anh muốn điều đình? Phải, tuy nhiên tôi chỉ chịu điều đình với Phu Chun. Ông chủ còn bận, chưa đến được. Chừng nào thì hết bận? Chưa rõ, phiền anh chờ một lát. Té ra, gã râu quai nón đang đợi một số đồng loại khác. Chàng hỏi hắn, anh còn đang đợi ai? Hắn nhè răng cười. Đợi một người mà anh rất thích. Văn Bình bông đùa, có lẽ là một người đàn bà tuyệt đẹp. Lời nói nghịch ngợm của chàng không ngờ lại hợp với sự thật. Gã râu quai nón gật gù quay trá. Phải, một người đàn bà tuyệt đẹp, đáng thương. Tiếc rằng anh không còn cơ hội thưởng thức cái nhan sắc mỹ miều ấy nữa. Anh lầm, riêng tôi lại nghĩ khác. Anh đừng hợm mình. Lát nữa rồi anh sẽ thấy.
Nàng đến đây chẳng phải để ôm anh, mà để hạ sát anh hiểu chưa? Văn Bình giật mình. Trong thời gian ngắn ở Hồng Kông, chàng chỉ mới dính líu đến một người đàn bà, và nàng đã mạo danh là vũ nữ Betty Hong tại Metro. Chàng hỏi gã râu quai nón, có phải Betty không? Nếu là nàng thì còn gì thú bằng? Gã râu quai nón cười, tên thật của nàng đẹp hơn nhiều, nhưng thôi, anh đã biết tên Betty thì ta tạm gọi nàng như thế cho dễ nhớ. Bắt anh nhớ nhiều, sợ đêm nay xuống chầu Diêm Vương, anh lại cũng quên hết tội nghiệp. Văn Bình lặng người trong mấy giây đồng hồ. Chàng vốn là điệp viên có dây thần kinh bằng sắt. Nhưng sự xuất hiện của Betty, một Betty tay sai của kẻ thù đã làm chàng bàng hoàng. Chàng không còn thời giờ tưởng tượng xa xôi nữa. Betty Hong giả hiệu đã hiện ra ở ngưỡng cửa. Mùi nước hoa đắt tiền của nàng thổi vào mũi chàng có một sức quyến rũ siêu phàm. Nàng vẫn mặc áo sừng xám Thượng Hải bằng gấm ngũ sắc rực rỡ, bó sát thân và ngắn ngủn, lộ cặp đùi thon dài trắng muốt. Trong 1/10 tích tắc đồng hồ, Văn Bình hồi tưởng lại đêm thần tiên sống với Betty trên căn gác ọp ẹp, thoang thoảng mùi á phiện, mùi đèn dầu lạc và mùi thịt da mê mẩn của nàng. Betty nghiêng đầu chào. Hân hạnh được gặp lại anh. Văn Bình nói, tôi đã quay lại Metro hỏi thăm em, nhưng tiếc rằng không gặp. Betty đáp, anh gặp em sao được, vì thỉnh thoảng em mới làm việc ở đấy. Bây giờ chúng mình gặp nhau rồi mà. Văn Bình nói, em là con quỷ cái. Betty cười, cảm ơn lời khen ngợi của anh. Gã râu quai nón xen vào, sao không hạ thủ hắn cho rồi? Betty khoan thai, tô lại đôi môi chín mọng. Còn phải đợi ông chủ nữa. Gã râu quai nón sớm xác, ông chủ có hề gì không cô? Betty đáp, không sao, chỉ hơi mệt thôi. Quay về phía Văn Bình, nàng nói với gã râu quai nón, và mắt vẫn không rời chàng. 10 phút nữa ông chủ sẽ lại. Ông chủ ra lệnh cho anh phải gia tăng cảnh giác. Ông chủ đến với bác sĩ, tài xế đang chờ ở ngoài. Văn Bình có ấn tượng lạ lùng như Betty thổ lộ điều này với chàng, ngụ ý cho chàng hiểu thêm những chi tiết cần thiết về Phu Chun. Nói xong, Betty hỏi gã râu quai nón, anh có lửa không? Betty rút ra cái hộp đựng thuốc lá bằng vàng, nạm hoạt xoàn ống ánh. Nàng chia mời gã râu quai nón một điếu. Anh hút với tôi một điếu cho vui. Gã râu quai nón đỡ điếu thuốc thơm trên tay người ngọc. Văn Bình thấy mắt hắn đỏ ngầu, lộ vẻ thèm muốn đê tiện. Văn Bình bỗng có cảm tưởng Betty mời gã râu quai nón hút thuốc, hầu tạo cơ hội cho chàng lật ngược thế cờ. Nàng không hề biết rằng chàng đã cố tình chịu lép vế, và chàng đã khám phá ra một số tình tiết đáng kể. Phu Chun sắp đến, cho dẫu Betty không gián tiếp báo tin bằng những câu nói bóng gió, chàng cũng phải phản công. Gã râu quai nón mới cắm điếu thuốc vào miệng, chưa kịp đốt cháy, Văn Bình đã thoát đến ngang hông hắn. Chàng đã móc mạng sườn trong một thế võ nhanh như chớp. Hắn né tránh khá lẹ làng, song vẫn chậm hơn Văn Bình 1% tích tắc đồng hồ. Hắn bị đánh ngã ngồi, tuy vậy bàn tay vẫn nắm khư khư khẩu súng. Và mặc dù thất thế, hắn vẫn còn đủ điệu nghệ để chĩa súng vào mặt chàng và lấy cò. Viên đạn ác ôn vèo qua mái tóc Văn Bình. Chỉ bắn thấp vài cm nữa thì chàng đã mất một mảng xương óc. Chàng lên gối trong lúc hắn toàn đứng dậy. Hắn té ngửa miệng đầy máu. Chàng đã hất khẩu súng ra xa. Gã râu quai nón nghiến răng chịu đòn. Hắn cong người như con tôm, ôm ghì lấy chàng, tung ra một miếng võ cực hiểm ở hạ bộ. Trúng đòn này, chân khí của chàng có thể bị phân tán tức khắc. Chàng sẽ tê liệt châu thân. Văn Bình hơi chột dạ. Địch đang thi thố một đường quyền tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự. Chàng vùng mạnh, hắn phải buông đùi chàng ra. Năm đầu ngón tay của chàng chụm lại, chọc thẳng vào huyệt ở đỉnh đầu của địch. Gã râu quai nón ườn người như con cá nằm trên thớt vừa bị chặt đầu, dãy đành đặt mấy cái rồi nằm lịm luôn. Sực nhớ ra, Văn Bình đứng dậy. Từ nãy đến giờ, chàng đã mất gần 3 phút để quần tháo với gã râu quai nón. Tia chớp lo sợ thoáng qua óc, tại sao Betty không can thiệp vào cuộc đấu sức giữa hai người? Phải chăng nàng đợi Văn Bình hạ xong gã râu quai nón rồi mới chĩa súng tiểu liên bắt chàng điêu đứng phe nữa? Văn Bình xoay tròn một vòng, nếu Betty có súng, chàng sẽ liều mạng cướp lấy. Dầu viên đạn đầu tiên có thể làm chàng bị thương, nhưng lạ lùng xiết bao. Hành lang giếng đường chìm trong sự vắng lặng. Betty đã biến mất. Chàng nghe tiếng cửa xe hơi đóng rầm, rồi tiếng giày lộp cộp. Phân biệt tiếng giày, Văn Bình biết là hai người, và một trong hai người phải là Phu Chun. Người xô cửa vào đầu tiên trạc ngũ tuần, Văn Bình đoán là y sĩ của bệnh viện. Phu Chun chống cây can bằng trúc, dưới ánh nắng ban mai lọc qua kính cửa. Văn Bình nhận thấy Phu Chun mệt mỏi, mặt trắng bệch như vừa mất hết máu. Người đi trước dừng lại, quàng tay ra sau lưng Phu Chun. Văn Bình lùi sâu vào trong phòng thường trực.
chờ xem phản ứng của Phu Chun trước xác gã râu quai nón. Một tiếng kêu nho nhỏ cất lên, trời ơi! Đó là tiếng kêu thất vọng của Phu Chun. Hắn có cảm tưởng như cặp mắt trợn ngược của xác chết đang mở rộng trừng trừng nhìn hắn. Đầu hắn quay tít như trống trống. Hắn dừng lại, đưa khăn tay lên bịt miệng. Từ cuống họng hắn vọt ra một dòng máu đỏ lòm, rồi Phu Chun ngã khuỵu xuống đất. Văn Bình khoan thai bước ra, khẩu súng chém trệ trên tay. Người đàn ông ngũ tuần vẫn không để ý gì đến chàng. Văn Bình nói to: "Kính chào ông Phu Chun." Thấy chàng, Phu Chun ho lớn một tiếng, máu tiếp tục trào ra. Y sĩ la lên: "Trời ơi, không khéo, ông ấy chết mất." Viên y sĩ quên bẵng mũi súng đen ngòm của Văn Bình, đang chuẩn bị khạc ra cái chết. Trong khi ấy, Văn Bình lạnh lùng bóp cò. Trên trán y sĩ hiện ra một lỗ nhỏ xíu, rây chút máu đỏ, nạn nhân ngã sóng xoài. Văn Bình không cần đối phó với Phu Chun nữa. Nhà thủ lĩnh gián điệp hữu danh của tình báo sở tại Hồng Kông đang thoi thóp trong vũng máu đào. Văn Bình nghe rõ tiếng trối trần thiểu não của hắn. Văn Bình, ông Hoàng, tức chết đi mất. Văn Bình quỳ bên Phu Chun, máu vẫn tuôn ồng ọc. Hắn nằm ngửa mắt ngó trên phòng, một bàn tay ôm ngực như muốn ngăn máu trào ra, còn tay kia duỗi ngang dãy dụa trên nền nhà. Thấy Văn Bình cúi xuống, Phu Chun nghiến răng ken kẹt. Tôi đã bị lừa, Văn Bình nói giọng ôn tồn. Phu Chun, anh sắp chết. Chết là đáng đời, anh còn oán hận gì nữa? Và lại cuộc đời gián điệp, sống chết là chuyện thường. Chẳng lẽ lãnh tụ như anh lại sợ chết sao? Can đảm lên anh có muốn trối trăn gì với Bắc Kinh không? Câu nói kháy của Văn Bình cố tình giết hắn. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời ngang dọc, hắn thu tàn lực vào miệng. Lão Hoàng, tức muốn chết. Rồi thở hắt ra. Văn Bình vuốt mắt cho hắn rồi đứng dậy nghiêng mình chào. Là giám đốc trú xứ, Phu Chun đáng được hưởng cái nghi thức đặc biệt ấy. Dĩ nhiên, nhà cầm quyền Bắc Kinh sẽ không đoái hoài gì đến xác của Phu Chun, vì trên nguyên tắc họ không biết hắn là ai. Đời gián điệp bao giờ cũng vậy. Thành công thì kẻ khác hưởng, đến khi nằm xuống thì bị tống táng một cách đạm bạc như xác chết vô thừa nhận. Nhìn Phu Chun nằm sóng sượt trên nền nhà, Văn Bình bâng khuâng nghĩ đến nhiệm vụ của mình. Từ nay, hệ thống tình báo của Bắc Kinh ở Hồng Kông đã tan rã. Công tác của Văn Bình tạm hoàn thành đợt đầu. Đợt thứ nhì sắp diễn ra với sự xuất hiện của Leonid và Silov, tinh hoa của AU Soviet. Nhưng còn Yvonne, nàng đã tan biến như bóng mây. Dù chàng có tìm được nàng, thì vai trò của nàng cũng đã hết. Tình trạng sức khỏe không cho phép nàng tiếp tục đội lốt cô gái nút lửa Nancy nữa. Tâm trí Văn Bình rối beng, chàng không hiểu nổi thâm ý của ông Hoàng. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, ông Hoàng chẳng dặn chàng gì cả. Ông chỉ bảo chàng tiếp xúc với một người mà chàng chưa biết tên. Văn Bình móc miếng giấy nhỏ của Lê Diệp, chàng suýt reo lên một tiếng sừng sốt. Người mà chàng có nhiệm vụ tiếp xúc đêm nay hiện ngụ tại khách sạn Penn bên Cửu Long. Penn là nơi Yvonne và chàng đã lấy phòng và cũng là nơi chàng đã gây ra một lô phiền phức. Và lạ lùng thay, tại sao căn phòng chàng đến đêm nay lại là phòng của Yvonne? Văn Bình lặng người, điệp vụ ở Hồng Kông mỗi lúc một chìm sâu vào bí mật. Chàng nhún vai, mở cửa ra ngoài, những đường tai phát lấp lánh trong nắng vàng rực rỡ. Văn Bình cảm thấy vừa đói vừa mệt. Từ giờ đến tối, đang còn chán thời giờ, chàng phải phục sự cho dạ dày trước đã. Bận bịu công việc, chàng chưa có dịp thiết đãi thần khẩu, mặc dầu Hồng Kông nổi danh là nơi có nhiều tiệm ăn Quảng Đông thịnh soạn nhất châu Á. Cổ họng khô ran của chàng cũng đang đòi hỏi chất rượu, trong khi lồng ngực lại tương tư với hơi khói bạc hà. Văn Bình vẫy xích lô. Một đoàn xích lô sơn đỏ chạy vù lại hạ cáng trước mặt chàng, kèm theo những lời mời mọc bằng tiếng Anh nhát gừng. Chàng chọn cái tươm tất nhất, sửa soạn bước lên, thì một bàn tay níu áo chàng. Mời ông đi xe tôi sẽ chở ông đến nơi đẹp nhất đảo. Mỉm cười, Văn Bình hỏi, Quan Trai phải không? Quan Trai là khu có nhiều thú giải trí ban đêm và nhiều đàn bà đẹp, nhưng gã phu xe lắc đầu. Nơi này còn đẹp hơn Quan Trai nhiều. Văn Bình ngần ngừ một phút. Gã sa phu tán tỉnh thêm. Thưa ông, cô nào cũng chỉ 15-16 tuổi là cùng. Ban ngày cũng có chiếu bóng, đủ loại phim Nhật, Pháp, Mỹ và Thái Lan. Lời đề nghị ngọt ngào này thật hợp với Văn Bình. Song chàng còn bận giải quyết vấn đề bao tử, nên chàng xua tay. Thôi cảm ơn, hẹn lần khác. Gã sa phu vẫn chưa chịu buông tha. Chừng nào ông đi? Văn Bình hứa liều, tối nay. Thế thì đúng 8 giờ tôi sẽ đến rước ông ở đây. Sáng mai ông về chỉ mất $100 Hồng Kông mà thôi. Chiếc xích lô ì ạch chạy qua rạp Roxy. Văn Bình thở phào thoát nạn.
Không hiểu sao chàng bỗng ghê tởm cái không khí u uất của những căn phòng kín mít với hàng chục người đàn ông thuộc đủ mọi quốc tịch khác nhau chụp đầu xem chiếu bóng khiêu dâm hoặc ôm ấp những ổ vi trùng. Đường phố càng thơm, tràn ngập ánh nắng ban mai rực rỡ. Chàng cảm thấy trẻ hẳn như vừa chích một hộp sinh tố tăng trưởng sức sống H3. Trong khoảnh khắc, chàng quên bẵng rằng mình đang dấn thân vào một điệp vụ hiểm nghèo dưới sự đe dọa từng giờ từng phút của tử thần.